chào buổi sáng quý vị và các bạn. Hôm nay ăn sáng bây giờ là 11:40 rồi nha. Từ sáng giờ là mất bận biểu chạy tới lại lôi lăn xăng ngoài sau vườn làm vườn, mà mặc dù trời mưa thì cũng nhảy ra làm một tí. Rồi chị vô rồi giờ ăn sáng nè, mình ăn sáng nha. Hôm nay coi coi mình ăn sáng gì ha. Đây là chơi bằng thao bằng tô phải không, mà đói bụng rồi, ăn sáng mà thành ăn trưa luôn các bạn ơi. Mình sẽ lật cái máy này khỏi lật qua lại một công ha. Thôi nó qua đi. Đây ngon không, ngon quá luôn đó. Phở tái nè, đây cà phê sữa, 9 phần sữa 1 phần cà phê các bạn. 9 phần sữa và 1 phần cà phê. Rồi ăn xong mình sẽ theo chân mình đi shopping chơi vào chuối khô. Đầy đủ luôn các bạn ơi, heo xanh bây giờ là đồ ăn đầy đủ, không thiếu một món luôn. Đây là để ăn với phở nè. Nhắc nó luôn á thì nó không lên. Nhắc cái lá ăn cái lá thôi, quên nữa. Thôi lỡ rồi, bỏ luôn cọng này đi, coi coi chút nữa ghim coi lên được không. Ăn cái lá già giống như con bò vậy đó. Còn ủa sao bây giờ á cái project này nó bị gì vậy, cái effect này nó bị gì vậy? Đó, lấy cái này ghim coi có lên không. Dòng cái này, cái mắt này nó có thể ra châm rễ được. Rớt lá này ổn quá. Lầm lên. Giá nè. An toàn nha các bạn, không có như Việt Nam làm giả dối cộng mập 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 mà nó bỏ cái gì á. Cẩn thận nha. Người mình hại mình không. Thằng này chơi lén lình luôn. Chắc mày cũng chẳng lên nữa đâu. Đây bản tánh Việt Nam cũng vẫn còn đó các bạn, cũng vẫn còn giả dối đó, nhưng mà cũng không dám làm giả mấy, cũng sợ. Rau giả rồi nó rửa sạch sẽ hết này, cái là cọng ngò nè, ngò gai nè, mình khoái ăn này lắm. À, ăn như cho bò ăn nha, ngắt vô dục vô thôi là sống. 12 giờ rồi, thèm quá nè, nốt nước miếng. Đây, miếng thịt bò đây. Nó sắc dày to đùng vậy chứ nó không có sắc mỏng như Việt Nam, mỏng như tờ giấy quyến. Việt Nam mỏng như tờ giấy quyến. Chán ghê luôn á. Hôm nay á dịch bệnh nên nó hả tô phở nó thu lại còn nhỏ xíu này chắc cũng 10 bạc. Bán mắt lên rồi. Tô phở còn có tí à. Này mấy đứa nhỏ ăn không đủ no. Nhỏ quá, con nhỏ quá ăn không đủ no rồi. Đói
đối diện với nhà mình nữa. Có một cái tiệm phở, con mình thì nó khoái ăn phở, là cái món đặc biệt của nó. Khi về bên đó bắt nó ăn hủ tiếu mì hoài riết nó ngán, nó không chịu ăn nữa, nó lại ăn phở. Băng qua đó mua, mua tô phở về, vô nó bỏ tô phở luôn, nó không ăn tô phở đó. Cái mình mới lấy mình ăn thử, không ra gì hết, công nhận. Đừng nói nít nó không biết, khôn lắm á. Ăn khác hương vị, khác khẩu vị, mà lại cục thịt bò đó là cục thịt heo nái, nên nó không ăn. Cái phở đó của người Bắc, người Nam còn đỡ đỡ một chút, nó mất kỳ gian dối không. Cục thịt bò mà làm bằng cục thịt heo nái hả, đứa nít 3-4 tuổi mà còn biết không ăn. Buôn bán thất đức vậy, bán cái đất của mình. Vẫn ngửa tay nhận tiền bình thường, bán thất đức, chẳng hề biết đức là gì. Đã bỏ tương nữa mà thôi, bỏ tương vô mặn quá. Cao huyết áp, mỡ cao máu tiểu đường. Ăn lạc bớt. Thịt cả đống rồi thấy không? Cái tô vậy chứ mà thịt không ở dưới. Nãy mình quay cho các bạn coi đó, là rau giá nằm trên thôi, rau nằm trên thôi. Thịt hàng lâu hàng lóc dưới nè. Một tô phở là khoảng 150 gram thịt trong. Này là phở tái còn nạm dầu ăn sách cũng nhiều lắm. Ngày mai bây giờ là thiếu 10 nữa, 12 giờ đêm của Việt Nam. Sáng mời mai dậy xong rồi lại tối của ngày mai là mình sẽ livestream nha, nhớ lên coi nha mọi người. Mình coi nha quý vị các bạn.